tống tống hợp hợp những tình huống siêu hài hước khiến người xem không nhịn nổi cười. Trời trời, thấy ba bị quánh, thằng nhỏ khoái quá trời. Thảo con trai của ba ha. Ê, rớt dép rồi. Nhà cửa còn mỗi đôi dép phải nhặt vội. Người có thể lắc tới gián đầu chứ mà dép thì không có thể mất nghe. Tay nghề xịn dữ trời, đỏ trớn trọi rồi. Nị thì bố láo nháo với cờ hó nè, cho bay luôn. Trời, choáng váng nè. Mới học được dăm ba cái điệu nhảy, tụi màn ra thể hiện liền. Trời ơi, bạn gái phái phái là thành công đỉnh của chớp nha. Cha mẹ ơi, anh trai ngồi không mà cũng dính chưởng nữa, số xu gì đâu á. Hay à, té sụn cái mông rồi nè. Bóc thanh long kiểu cục súc và cái kết, bay luôn cả quả. Hai ba xuất phát. Ây à, dập cái mông rồi. Ôi cha mẹ ơi, tại tôi. Anh trai trôn ác dữ dằn không? Thông minh lắm. Khi báo con ra tay ác thì thấy thông thốn giùm anh ba nha. Khi bạn nuôi phải một em bé túm gì gặm nấy thì ô là trời. Rồi nhà đồ gì cũng có cái dấu răng của người hó như vậy hả? Chết mất nghe. Thanh niên nhí đang kéo cái cần lên thì bất cái ngờ. Ôi mẹ ơi, hồn bay tám phương tứ hướng à. Lại còn lấy khăn hốt vô đĩa nữa chứ. Không có gì để nói luôn á. Bếp trưởng bất lực. Chà, mày tới số rồi gà. Rồi xong phim luôn. Nằm đó mà hối cải đi nghe. Lùa thì còm nhau mà còn tận hai người cưỡi và cái kết. Cùng nhau tắm mát thôi, tèn tèn tèn. Thông minh lắm. Sút bóng. Ôi rồi, thủ môn đã chấn thương. Chị gái đá bóng như vậy thì u đầu thủ môn sớm thôi nghe. Gái lứa gì đâu mà cái nết nằm duyên dễ sợ vậy trời. Rất gì lên ba chấm nghe. Lại đây. Phục vụ chậm buổi sáng coi. Chờ từ nãy tới giờ rồi nè. Bạn nhỏ ghê rồi, ghê rồi. Mời đến. Cũng là chơi xích đu mà phiên bản dành cho dân mê xe kiểu. Tim tôi. Trời đất ơi, chị mẹ sợ tới nỗi là đá bay cả người cậu trai. Làm cho nhỏ cũng hết cái hồn không kém à. Trời đất ơi, mát mẻ ghê ta, khô thoáng, nhẹ cả người. Eo ui, trông tự hào quá nhờ. Còn cộng lông nào trên người không trời. Bị cạo sạch bắp mà vẫn tự tin gớm hen. Được chưa, cái phần vui không có hả? Người ta tưởng là gà luộc sống vậy là chết dở nghe. Lúc đó cả nhà táo quả lanh làng là sống mất thôi. Chị gái bá đạo đi mua kem kiểu. Trời đất ơi, bà úp nguyên cái cây kem lạnh lên đầu trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh bán kem luôn kìa. Ủa sao mới đầu không có nói vậy luôn đi. Đưa nguyên cái đầu bà vô đây tôi xịt luôn ngay từ đầu cho khỏe nè. Đỡ cực khô. Ba chị tính đi sang thuyền đó mà. Dạ hiểu sao hai cái thuyền cứ càng ngày càng tách ra nhau. Biết là vậy nhưng ba chị vẫn cố chấp mà bám trụ lấy và cái cớ. Còn gì nữa đâu mà không gây cầu. Rồi rớt luôn. Cũng may là chị không có rớt phần đầu xuống đó nha. Thôi định mệnh. Quạo vé rồi. Biết vậy không có đi rồi. Sao? Mày kiếm cái coi gì? Rồi, bị mổ không có quan nha. Vừa lắm á.
đi chơi cả đêm tới sáng mới mò về kiểu. Chà, rén rén rén, lẻ té lẻ té lẻ. Trời ơi. Sao nữa đi em gái? Anh thích quá à. Trời, một đực ham mấy gái xinh, thấy con gái người ta là chạm vô, cái là nằm ên ra. Quá chịu rồi. Cũng là gió thổi mà gió này thì. Ui trời ơi, chỉ có là bay thôi nha. Trời ơi, kẹt cái đầu rồi. Cái mặt bình thản như vậy chắc quen rồi ha. Kẹt đầu mà đam mê thì dở rồi. Chị gái đang hăng say bắt xe buýt. À thì ui chị, rất là tiện kìa. Quê quá đi nghe. Bếp trưởng dặn bảo làm gì thì làm theo nấy. Và cái kết làm đúng theo chỉ dẫn mà ta. Và cái cách giải quyết của anh trai là u là trời, bo tay toàn tập. Này thì dám khè anh trai đi xe đạp hả? Cho mất vô lăn luôn. Bất ngờ chứ nè. Cũng là đứa trên, nhảy như hổng nhảy mà nó lạ lắm. Quỷ hả? Chúng mình quỷ về tổ ấm nào. Rồi thôi xong, anh trai mất ăn. Buồn của anh trai nghe. Cần khởi động máy chạy bằng cơm kiểu. Ước cho năm nay hai đứa hết ế mà chiếc đèn thì. Nghe chừng hở đèn cũng không có cứu nổi nên giặt dẹo như vậy rồi. Buồn của hai chị gái nè. Đông cái gì nữa mà đông. Lại đem cho ông đạo diễn muốn trải nghiệm nữa rồi. Rồi đó, ba thằng lao vô nhau nằm luôn rồi kìa. Rồi ổng có muốn đứng dậy cũng không có xong. Chơi chơi lại sắp mặt tin nơi chứ. Chịu luôn nghe. Lại cờ bạc dẹp hết. Trời ơi, ngài gấu đi hành nghiệp trượng nghĩa hả? Chỗ ông ta đang hăng say, hỏng bất thình lình chui ra, đập loạn xì ngầu. Quá tới khi nào hết mới thôi. Thầy muốn sao mà kịp thoát tình hình thì coi chừng bị đuổi khắp khu phố nha. Ở đó mà làm người hùng nha. Thấy em gái đang trèo cây, ông anh đâu có thể bỏ lỡ cơ hội được chứ. Ra rung lắc y như là vừa cắn thuốc luôn nhỉ. Xin vĩnh biệt cô. Trời, mà em gái mắc kẹt luôn nha. Làm sao cũng không có ra được luôn. Nó quỷ gì đâu hả? Không hổ khẩu mà nở lòng nào làm gì với tôi chứ. Còn bạn thì bạn đoán xem khi nào thì em gái này mới tự xuống được cái cây này đây. Tổng hợp những tình huống hài hước nhất xem đi xem lại vẫn không nhịn nổi cười. Ôi, sao mà leo mãi không có lên được vậy nè. Ơi, nặng mông như vậy sao mà trèo lên được. Tay thì dịnh chắc thành giường luôn rồi. Mà đẩm mãi vòng ba không có nghe. Thôi cậu nhóc nó cứ chơi dời bên mép giường thôi à. Mất sức quá trời. Tuột xuống luôn. Thôi thì ngày nào cũng tập thể dục ăn cho khỏe. Chị mẹ lại mừng như được mùa chứ. Sen ơi, cho tôi ra đi. Mẹ chuột này không những thích sợ không à.
Ê, mèo mà vẫn sợ chuột á hả? Bộ nuôi thanh niên hoàng thượng chỉ để làm cảnh thôi sao? Nhà thì không có coi, chuột thì không có dám bắt. Bị tấn công có một xíu mà đã sợ rúng rớ, tính trèo ra ngoài luôn kìa. Không có thực hành nhiều chắc thành vô dụng mất luôn á. Chỉ có ăn với nằm ương ra thôi à. Con gái hiếu động được ra ngoài chơi kiểu. Ôi ơi bà ôi có kìa, nó có dũng nước vậy thôi nữa mà bà nhỏ chạy vô nghịch quá trời quá đất luôn. Nhã tùm lum tà la lên bẩn hết nguyên hai cái ống quần luôn chứ. Bà tay cầm sẵn roi rồi á, nhưng mà không có nỡ đánh con gái. Về ngay không hả, má mày quánh cả cha lẫn con bây giờ. Bảo con trai đi pha sữa cho em. Dạ cái kết. Trời ơi. Có vẻ như cậu cả sợ em đói ăn không có no nên là pha nguyên một nồi sữa luôn rồi thả em gái vô vậy á, tha hồ mà ăn luôn nghe. Còn các bạn thì các bạn có thấy em bé đáng yêu không nào? Hai nhân viên đang chăm chỉ lau kính thì bất cái ngờ bà chị làm sao không biết mà tung nguyên cái gót chân cái làm nguyên cái thau nước ụp vô bà bạn luôn rồi. Tao không có biết gì hết nha mày su hôi. Chồng có khác gì là cái con nô tỳ không chơ. Kiểu này là tình chị em chắc có bền lâu ha. Sao anh lại lau mồm cho chị của em vậy? Anh hết thương em rồi đúng không? Ủa anh đâu có đâu. Trời đất ơi, hai cái con người này nó là học khoa diễn xuất đi nha. Thể hiện y như là giận nhau thiệt luôn á. Ăn quỵt cơ mà không có lộ liễu thì phải xài cái chiêu này thôi. Ừ nhưng mà được ăn miễn phí thì tội gì hen. Coi cái mặt bà chị là biết mình bị lừa rồi kìa. Trời ơi, nó cay thêm cú tận cùng luôn á. Tụi bay, tới số với tao. Đang tính là đi hái dưa chuột thì bất ngờ. Trời ơi. Ủa, lộ, nhanh như chớp luôn ha. Quay đi quay lại cái còn cái ngực thôi à. Không biết là con quỷ mập thay này ở đâu mà thò cái bọn tạp cái rồi đem đi mất tiêu luôn. Ây hây, chị có biết là em chờ cái ngày này lâu lắm rồi không? Em xin nha. Chị gái đang đứng chơi thì bỗng dưng anh trai đi ngang qua tính là sờ cầm kêu qua đẹo nguyệt mà bà chị đâu có để yên đâu. Giờ tay đi đường quyền liền nhưng mà su cà na cho bả là ông né nhanh quá trời nhanh rồi nè. Đừng có để tao gặp lại nha mày, không thì ngày tàn của mày sẽ tới á. Mình phải thật tự tin khi bước ra ngoài sàn cắt quắt mới được. Đầu xong, dây trước còn hào hùng khí thế, dây sau thì đã bị đôi giày phản rũ, làm cho bà chị suýt ngã lăn quay cu đơ ra luôn. May mà chống tay kịp chứ không ngã sổng xoài trước bao nhiêu con người thì thốn lắm nghe. Ông anh đang rất là hào hứng mang con cá bự chản lên bờ thì... Bài mấy cân nha, anh lên chừng xíu hết khí trời thôi nha. Anh về nhà đây nha. Cái vậy cái phi luôn xuống ao. Còn ông anh thì ngơ ngác, mặt tần ngần nhìn theo. Tưởng được bữa toàn cá, bây giờ tới cái nghiệp cũng không có còn. Buổi đi câu thành ra là công cốc ha. Nè các bạn cùng ra đây, ta hát chung một bài nào. Chiếc mèo dở lấy chiếc kèn kiểu. Nhảy đi. Bạn ơi, cho tôi mượn cái kèn này nha. Muốn mượn mà mượn được hả trời. Chịu không chịu buộc chịu nha. Có ai thấy chiếc mèo này đáng yêu không nào? Cũng có mình phía bên dưới nha. Nay trên đồng có hai trâu kia trông kỳ lạ dữ ta. Trời ơi bà tóc.
Ồ, thì ra là hai nhóc tì nhà mình đi chứ đâu. Rồi, giờ hai đứa tính ngồi đây cho tới khi nào vậy? Giờ mà có 500 con trâu ở đây cũng không có nhận ra luôn á. Coi bộ ngụy trang cũng đẳng cấp quá hen. Anh đi theo tôi làm nè. Trời, cô y tá tận tâm nhất quả đất rồi đây. Muốn cho anh bệnh nhân nhanh đi lại như thường là phí phạm luôn. Tính bà nhớ lần tần theo sát người ta. Ủa, chứ anh phải mới tập đi mà. Tốc độ như chị thì còn cần gì nữa. Nhanh nhậu quá cũng khổ hen. Ê da, trời ơi, sao cái đuôi mình ngứa dữ vậy ta? Gặm xíu cho bớt mới được. Có mãi gãi ngứa chân mình, nhảy tưng tưng mà đâm sầm vô cái cửa luôn. Ây da, gặm cái đuôi miết rồi u luôn cục chứ. Choáng luôn rồi. Cái quả này chắc là nằm úp mặt vô gối mấy tiếng mới đỡ choáng ha cờ hó ơi. Chị lấy cớ để ngủ là giỏi thôi à. Ham ngủ thành tính luôn mà. Mồn leo đang thiêu thiêu ngủ á thì. Ngủ nghe gì giờ này nữa trời. Sáng bảnh mắt rồi nha mèo thối kia. Thôi được, để tao đánh thức mày ha. Ôi trời, có làm quả ngồi lên đầu mồng lèo luôn kìa trời. Mày được, tao ghim nha. Mai bộ lòng mày tới công chuyện với móng vuốt của tao. Hôn 3 năm dài giờ là đây nha thanh niên cờ hó ơi. Trượt dáng mà là lạ ghê ta. Ê, lướt trên từng cơn sóng mặt đường nha. Cái tướng của bé nhỏ nó cũng ảo hen. Cái mông thì chiếu tướng làm sao. Cái chân nhoi nhoi xuống đường đẩy dáng. Trời, chuyên nghiệp mà thấy đáng yêu nhiều lần sao ta. Cái độ cute này khỏi phải bàn ha quý vị ơi. Có mình nếu đồng tình với trùm tinh hài nha. Chị vợ lấy thao nước, sau đó thì lấy chổi chống lên. Bà liền kêu anh chồng ra giữ giùm. Ông răm rắp nghe theo luôn nha. Rồi con đây bế giùm luôn đi. Bà nhanh cái tay móc túi của ổng. Tháng này dám không có đưa lương cho bà hả? Cho chừa cái tội nghe không. Làm gì cũng phải đúng hạn nha anh trai. Ba chị lội dùng, xung quanh em toàn là nước ê và cái kết. Coi ta bắt cá đây nha. Nói rồi bà bắt lên con luôn á. Cơ mà ngâm mình dưới nước vậy thì liệu hàng họ có ổn không đây chị gái ơi. Coi cái mặt bà uy tín luôn á trời. Bữa nào tôi qua, bà bắt giùm tôi mấy con mang về làm cá hấp xì dầu ngang. Coi em bóc đầu không có thua kém gì anh đâu nha. Chắc là chị ghê gớm ha. Cứ ngỡ là bả siêu lắm chứ. Ai dè, người ta tâng đầu xe lên là bả chúc xuống. Đuôi xe sắp thẳng tắt cái trời tới nơi rồi kìa. Không có nhảy ra nhanh thì có mà bị con xe đè bẹp rồi nha chị gái. Từ sau á, bớt cái miệng lại giùm ngang. Sĩ thì dễ chết vì xấu hổ lắm đó nha. Cô con gái bón cho bố ăn mà nó lạ lắm. Nào, ba há miệng ra nào. Ngon quá gái ơi. Đẻ được con gái quý quá quá mà. Nhét trào vô miệng bố, còn mình thì ăn thịt. Tự dưng ông anh được giảm cân luôn ha. Phải cảm ơn gái mình nha anh sai. Ba chị vô giường và thử xem bưởi có ngon không kiểu. Wow, cái quả này được á chứ. Coi ngon không nha. Được bẻ nó không chị ơi. Ok, thử thoải mái đi em gái à. Bá bẻ ăn phát trái bưởi tè le ra luôn. Ô chu choa, khỏe kinh khủng dữ vậy hả chị. Chị mà làm nóc nhà của ai là ông đó rén liền. Còn các bạn thì các bạn nghĩ sao về độ khỏe của chị gái này nào? Comment xuống bên dưới nha. Chuyện gấu đang cọc thì gặp anh chú chăm chỉ kiểu. Làm chi cho lắm anh ơi, bỏ hết đi. Bả vừa nói vừa đập phá anh sai, không có bỏ sót cái nào luôn. Ông anh kiểu. Má ơi,
Đường dưng thằng này đâu chui ra vậy trời. Có nên cho nó dài đường cho bớt cái thói nghịch này không trời. Mà thôi, nó điên quá, né cho lành cho rồi. Tổng hợp những khoảnh khắc hài hước khiến người xem không nhịn được cười. Game là dễ. Bước đều, bước 2, 3. Trời ơi bảo tóc tà hụt cái chân mất tiêu luôn chiếc giày rồi. Ổng ngựa ngựa một cái là đi lên đường bé xíu rồi trượt cái chân lúng luôn cái chiếc giày. Ổng đứng trầm ngâm lúc thì nghĩ, ủa giờ lấy cái giày kiểu gì ta, hay là gửi tặng luôn trời. Cặp couple thực hiện thử thách picnic bên bãi cỏ kiểu trời ơi, ngó tuyệt đẹp luôn. Trông chiêu chiêu như đang ở một phương trời nào xa xôi, không có khói bụi thành phố. À, hey, ông anh sai áo trắng lái chiến mã phi thẳng vô lều luôn rồi. Ôi xong, chạy lẹ con kịp. Hai ông bà tức tím tái cái mặt luôn. Lão người yêu dở ngay cái ghế kiểu, chuyến này hả, chạy đằng trời. Tới công chuyện với anh đây nha chú em. Chơi cái trò bịt mắt chặt dưa và cái kết. Ủa gì vậy, sao dép mình làm hai nửa cuộc tình rồi? Má ơi, bị trôn rồi. Tưởng được chặt dưa hấu ngon ơ, ai dè thằng em làm quả cho dép anh dai lên thớt luôn. Rồi một đường cơ bản chiếc dép làm đôi luôn. Tiếc thương cho chiếc dép của anh dai hen. Anh chủ để cuốn đến với tình yêu á thì rồi, có chân sao không có chịu đứng lên tìm tình yêu đi trời. Ổng thấy cuốn cưng sủa hăng quá trời, ổng thả ra. Chú cuốn chạy cái vèo cái sau đó phanh gấp kiểu, ủa ai đuổi mình vậy ta, mình đâu có định lên đây đâu, xin lỗi bận mèo nha. Bà chị lau kéo chuẩn bị cắt tóc cho cậu vàng và cái kết. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà như thế này. Mắt cậu vàng kiểu, tôi đã chịu đủ quá nhiều rồi, cắt cho trụi cái đầu tôi luôn đây. Coi choáng không chứ, tháng nào cũng lôi cái đầu người ta ra tỉa tóc hoài à, chọc cho chị chủ cười sảng luôn á. Các bạn có thấy là biểu cảm của cậu vàng đáng yêu không nào? Cùng comment phía bên dưới nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh Trung Tính Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nha. Xin chào!